bãi xe nâng bắc trung nam.com xin review chiếc xe nâng Komatsu chạy dầu 1,5 tấn, xe rất mới, mới về Việt Nam. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2023, con này mới chạy được hơn 1000 giờ các bác ạ. Chạy được 1000 bao nhiêu giờ, sản xuất 2012 các bác ạ. Xe rất đẹp, thì em quay động cơ các bác xem luôn nhé. Bác xem động cơ ạ. Ui, ê, các bác xem chưa? Động cơ rất ngon. Bây giờ đây, hơn 1000 giờ, 1056 giờ.